6 giống chó thông minh nhất thế giới. 1. Border Collie. Theo chuyên gia thú cưng, loài chó chăm chỉ này được xếp hạng 1 bảng xếp hạng các giống chó thông minh nhất thế giới. Loài chó Border Collie rất ham học hỏi và luôn cố gắng làm hài lòng chủ. Một trong những chú chó thông minh nhất là Tracer. Chú có vốn từ vựng hơn 10.000 từ và từng xuất hiện trên chương trình 60 phút của đài CBS Mỹ. Poodle. Trung thành, thông minh, lịch lãm, Poodle được xếp hạng 2 về độ thông minh trong loài chó. Chúng học rất nhanh và có thể bắt chước giống con người đến ngạc nhiên. Poodle dễ huấn luyện và thích những hoạt động thử thách như săn bắt, tìm kiếm, các nhiệm vụ đòi hỏi sự nhanh nhạy và nghe lời. Đây là giống chó rất thông minh và tinh nhạy. Chúng thường được huấn luyện làm chó cảnh sát, bắt tội phạm, tìm kiếm và giải cứu, hỗ trợ người khuyết tật. Chúng rất thạo đánh giá, phân tích tình hình và đưa ra quyết định tốt nhất. Doberman Pinscher, một giống chó vô cùng chăm chỉ, thông minh, dễ huấn luyện. Doberman được huấn luyện để làm việc trong các đồn cảnh sát, quân đội và cảnh vệ. Đây là một giống chó hoạt bát, nếu không có đủ hoạt động kích thích trí não, chúng sẽ cảm thấy buồn chán. Loài chó này không hề rẻ chút nào, nhưng nếu bạn cần một chú chó cảnh vệ trung thành, thì Doberman là một chú chó đáng để sở hữu. 5. Chó chăn cừu Shetland. Đây là giống chó thông minh, nhạy bén, linh hoạt và tiếng sủa khá lớn. Chó chăn cừu Shetland có thể làm theo sự chỉ dẫn chi tiết và cũng có thể giải quyết vấn đề một cách độc lập. Chúng cũng biết lấy lòng con người và thích âu yếm. Labrador Retriever. Đây là giống chó dũng cảm, có khả năng phán đoán nên được huấn luyện để thực hiện các công việc đặc biệt như chăm sóc người khuyết tật, người già. Chúng rất thông minh về cảm xúc và dễ huấn luyện. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hãy like và subscribe kênh Trang Pet để theo dõi video tiếp theo nhé.